Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba ngày 28 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Nhiều đại biểu đánh giá cao dự thảo luật có nhiều nội dung mới, đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền, đồng thời bày tỏ sự cần thiết thành lập các tòa án sơ thẩm chuyên biệt. Các Marx đã có một câu nói rất là hay. Marx đã nói như thế này: đối với thẩm phán thì không có cấp trên nào khác ngoài luật pháp. Luật pháp là do nhà nước tạo ra, do đó nhà nước có trách nhiệm loại bỏ tất cả các yếu tố có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tính độc lập của thẩm phán. Và tại kỳ họp này thì Quốc hội của chúng ta thảo luận vấn đề thành lập tòa án sơ thẩm chuyên biệt để giải quyết án hành chính. Thì chúng tôi cho rằng đây là một trong những việc làm rất là cần thiết để bàn giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng cũng như là các nghị quyết của Quốc hội. Với quy định về đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền xét xử vẫn còn ý kiến khác nhau. Chúng ta khẳng định là tòa án thực hiện thẩm quyền tài phán của quốc gia chứ không phải là tòa án xét xử của cấp huyện hay cấp tỉnh. Việc xét xử các vụ án hành chính là chủ tịch tỉnh là rất khó. Còn nếu chúng ta tiếp tục giữ cái điều này thì rất khó cho tòa độc lập, rất khó cho tòa xử công bằng và rất khó cho cái việc đảm bảo công lý. Cho nên chúng ta phải thay đổi. Mà thay đổi này là phù hợp với xu hướng của thế giới. Đang nằm chẳng còn là chưa có sự thống nhất với các cơ quan tư pháp khác như là Viện Kiểm sát, đặc biệt là Viện Kiểm sát vẫn là Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Còn tòa thì chúng ta là sửa đổi lại, mà tôi thấy nội dung này thì nó cũng không có cái gì là nó khác hơn, thì tại sao chúng ta phải đổi? Tuy nhiên phải nói rằng là cũng còn những đại biểu phát biểu là rất đồng tình. Nên tôi đề nghị rằng là đề nghị Quốc hội cho phép sẽ lấy phiếu tín nhiệm. Một số đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình cần quy định chặt chẽ việc ghi âm ghi hình tại tòa, nhưng cần có các quy định khác với nhóm phóng viên báo chí. Việc quy định chặt chẽ hơn về hoạt động ghi âm ghi hình tại phiên tòa là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên theo tôi thì cần cân nhắc thêm là cần có sự phân biệt đối tượng được phép ghi âm ghi hình tại phiên tòa. Theo tôi nên quy định cởi mở hơn việc ghi âm ghi hình tại phiên tòa đối với nhóm đối tượng là phóng viên, báo chí, truyền hình. Bởi họ là những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, lại bị ràng buộc bởi công việc. Nên việc thông tin chắc chắn sẽ có sự chuyên nghiệp và tính khách quan hơn. Cũng trong sáng nay, nhiều đại biểu đã cho ý kiến về bảo vệ tòa án, bổ nhiệm các chức danh tư pháp và nhiệm vụ thu thập chứng cứ của tòa án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức nhiều phiên họp. Chiều nay thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thủ đô sửa đổi, tán thành với xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội khắc phục những bất cập của luật hiện hành. Nhiều đại biểu đã tập trung góp ý vào các quy định về bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mô hình cơ sở giáo dục chất lượng cao. Về vấn đề này thì cũng đã được báo cáo thẩm định bộ dự thảo luật quy định trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước đối với công trình cơ sở sản xuất kinh doanh. Một số đại biểu cho rằng quy định như vậy là phù hợp trong bối cảnh có nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra như thời gian qua. Tuy nhiên cũng có đại biểu đề nghị cân nhắc quy định này. Vừa qua thì thành phố Hà Nội cũng đã xảy ra một số cái vụ việc thương tâm mà liên quan đến các cái công trình nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh bị cháy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Vì vậy, nếu không đẩy mạnh và chú trọng giải quyết mạnh mẽ các cái sai phạm thì khó có thể kiểm soát được thiệt hại sẽ xảy ra. Cái việc ngừng cung cấp dịch vụ điện nước thì chưa phải là biện pháp mạnh mẽ và triệt để nhất, nhưng với các cái yêu cầu rất cao về trật tự an toàn xã hội tại thủ đô thì tôi cho rằng đây là biện pháp cần thiết. Nên xem xét kỹ cái này, bởi vì là nếu mà chúng ta mà trong cái khoản 2 ở cái mục A, B, C, D có nói là không cấp cho các công trình mà sai quy hoạch, thì nếu công trình sai quy hoạch thì trong cái điều 12 của luật xây dựng người ta đã cấm không được làm. Thế thành ra chúng ta đưa ở đây bằng các cái biện pháp mà ngừng cấp điện nước thì có khi nó lại xung đột với lại hiến pháp, mà nó được quy định ở điều 14 hiến pháp là người ta được quyền sống và được quyền kinh doanh. Quan tâm tới các cơ chế phát triển giáo dục thủ đô, một số đại biểu cho rằng
dự thảo luật cho phép chính quyền thành phố đầu tư xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục nhiều cấp học là phù hợp với yêu cầu phát triển. Song có đại biểu cho rằng, đầu tư nhân rộng xây dựng nhiều trường chất lượng cao, học phí cao, nếu không thận trọng sẽ dẫn đến phân tầng giáo dục. Chúng ta cần coi trọng việc cho phép thủ đô đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục chất lượng cao, không đơn thuần là cơ chế đặc thù, vượt trội, mà phải coi đây là trách nhiệm của thủ đô phải đảm nhận, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai, không chỉ cho thủ đô mà cho cả nước. Trong cái bối cảnh mà cách mạng công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần đưa ra các cơ chế chính sách mạnh hơn, đột phá hơn, giúp thủ đô có điều kiện xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hướng tới ngày gia đình Việt Nam, hôm nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt biểu dương 150 thanh niên thiếu niên nhi đồng. Chủ tịch nước Tô Lâm đã lắng nghe chia sẻ của các đại biểu thiếu niên là con liệt sĩ, công an, con đỡ đầu hội phụ nữ công an, con nuôi công an xã, con cán bộ chiến sĩ, đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024. Trong số này, có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực và ý chí quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập và thành tích quốc gia, quốc tế. Bên cạnh biểu dương 150 cháu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân, quân đội nhân dân, các tổ chức xã hội, chính quyền các cấp và nhân dân đến nay đã trực tiếp đỡ đầu, nhận nuôi và dạy hàng nghìn cháu có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội, công an đã đi đầu, tình nguyện trích đồng lương của mình, san sẻ với các em. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành tất cả tình yêu thương và những gì quý giá nhất cho trẻ em. Chủ tịch nước nhấn mạnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, tận tâm như chương trình Mùa Xuân cho Em, Phẫu Thuật Nụ Cười, Cùng Em Đến Trường, Vì Trái Tim Trẻ Thơ, cùng nhiều phong trào rất ý nghĩa. Từ đó góp phần hỗ trợ nhiều mặt cho các cháu, từ thể chất đến tinh thần, giúp các cháu khắc phục khó khăn, tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện. Thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với những mục tiêu cụ thể. Toàn xã hội phải chăm sóc trẻ em. Trẻ em bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được chăm lo chu đáo. Các cháu đến tuổi đều phải được đến trường đi học. Rất nhiều những các cái chương trình mà chúng ta phải đồng hành, phải tham gia với tinh thần không để cháu nào phải có những cái hoàn cảnh cô đơn. Hôm nay các cháu phát biểu, các cháu cảm nhận được cái điều đó. Đây là cái sự trả lời của các cháu đối với những cái chính sách của chúng ta. Mà tất nhiên chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa, đáp ứng hơn nữa. Nhất là những cái vùng mà điều kiện kinh tế xã hội nó còn có những khó khăn. Đấy, chúng ta cần phải rất quan tâm. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan gồm Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát huy tích cực hơn vai trò của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hoan nghênh, mong muốn cả xã hội sẽ chung tay đồng lòng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cháu thanh thiếu niên tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ, nuôi dưỡng khát vọng, đạt nhiều kết quả trong học tập, tiếp bước cha anh, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Sáng nay dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ninh Bình cần mạnh dạn đổi mới, giải phóng tư duy, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, trách nhiệm của người thực thi công vụ để giải phóng nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Ninh Bình đã công bố quy hoạch tỉnh, đồng thời biểu dương ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển. Dành thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tư tưởng chủ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải có tư duy đổi mới, đột phá, tầm nhìn bao trùm, chiến lược, phải có vai trò dẫn dắt, định hướng, phải tìm ra được những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để thu hút nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, quy hoạch phải phát hiện, chỉ rõ những mâu thuẫn, khó khăn, thách thức, tồn tại, yếu kém để có giải pháp hóa giải, khắc phục. Sau khi có quy hoạch,
cần xây dựng danh mục các dự án, chương trình để thu hút đầu tư, huy động nguồn lực bằng nhiều cách khác nhau và tổ chức thực hiện quy hoạch hiệu quả, khoa học. Thủ tướng khẳng định, Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế là vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái tự nhiên độc đáo, đặc sắc riêng có như Cố đô Hoa Lư, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, vườn quốc gia Cúc Phương, đồng thời là điểm giao cắt giữa ba vùng, đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Duyên Hải Bắc Trung Bộ. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung thực hiện một trọng tâm, hai quyết tâm và ba động lực. Trọng tâm là phải huy động mọi cái nguồn lực hợp pháp để chúng ta thực hiện bằng được cái quy hoạch này. Và một cái nguồn lực quan trọng nhất là con người Ninh Bình. Có hai cái quyết tâm cần phải làm. Quyết tâm thứ nhất là đầu tư phát triển yếu tố con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể đây. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Quyết tâm thứ hai là chúng ta phải làm sao kết nối được ba cái vùng này. Bằng cái gì? Bằng kinh tế, bằng giao thông, rồi bằng các cái hạ tầng văn hóa, giáo dục khác. Rồi bằng cái sự giao lưu kết nối cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi tiêu thụ. Và tôi thấy có ba cái động lực. Cái động lực thứ nhất là phải phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao v.v. Cái động lực thứ hai, phát triển về công nghiệp dịch vụ. Công nghiệp các ông chí xác định là công nghiệp ô tô là dẫn dắt, xung quanh đó là phụ trợ. Và trong cái dịch vụ thì chúng ta xác định phải phát triển cái công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, rồi cái kinh tế di sản. Động lực thứ ba là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tập trung vào các ngành mới nổi, là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, trí tuệ nhân tạo, hydrogen, năng lượng sạch. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho tỉnh Ninh Bình như chú trọng xây dựng thương hiệu di sản, khẩn trương xây dựng thành phố Hoa Lư thành thành phố di sản, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa, giải trí, nghiên cứu đề xuất cơ chế hợp tác công tư để khai thác, bảo tồn giá trị di sản cố đô, rừng Cúc Phương, trong đó có việc đấu thầu quản lý, khai thác các di sản, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm khởi công cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và tuyến đường kết nối di sản Tràng An, Bái Đính, Tam Trúc, Chùa Hương. Trong chương trình công tác tại tỉnh Ninh Bình, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, một mô hình kinh tế nông nghiệp thành công, nhiều lần được đón Bác Hồ về thăm và kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đến thăm động viên công nhân, người lao động trên cánh đồng trồng dứa nguyên liệu của công ty Doveco, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi nghe người lao động chia sẻ về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Thủ tướng đánh giá cao công ty đã chuyển đổi thành công từ một nông trường quốc doanh sang công ty cổ phần, khẳng định chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước là đúng đắn nếu biết cách làm. Trong đó đã tạo việc làm cho 30.000 người, trả cổ tức cho cổ đông 14-15% một năm, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục xây dựng thương hiệu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, đáp ứng thị trường toàn cầu, mở rộng vùng nguyên liệu thông qua liên kết với các doanh nghiệp, địa phương, vùng nguyên liệu khác, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cụ thể là khâu giống, sản xuất chế biến, bao bì, mẫu mã, chỉ dẫn địa lý, tích cực ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, sản xuất xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người lao động. Thủ tướng cũng đề nghị có sự hỗ trợ của ngân hàng về vốn với lãi suất ưu đãi, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu như công ty Doveco. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận tải. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến kiểm tra việc thi công và thăm hỏi động viên công nhân người lao động trên công trường tuyến đường Đông Tây. Đây là dự án giao thông kết nối liên vùng lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Ninh Bình, có ý nghĩa rất quan trọng giúp mở ra không gian mới, động lực mới cho tỉnh. Với quyết tâm và nỗ lực của tỉnh và nhà thầu Xuân Trường đứng đầu liên danh, đến nay giai đoạn 1 dài 23 km đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Dự kiến dịp mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ khánh thành, rút ngắn tiến độ thi công một năm so với tiến độ đề ra. Thủ tướng biểu dương các chủ thể liên quan, đồng thời đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng dự án, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, quan tâm chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Thủ tướng giao tỉnh Ninh Bình các cơ quan liên quan điều chỉnh hướng tuyến toàn dự án ngắn nhất, thẳng nhất có thể, tránh đi vòng vèo. Nếu đi qua Thanh Hóa thì phối hợp với Thanh Hóa cùng tham gia đầu tư xây dựng, từ đó tăng tính kết nối các địa phương. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực
tiếp tục nghiên cứu kết nối tuyến đường Đông Tây với các trục giao thông quan trọng khác của quốc gia và khu vực, nhất là cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến đường bộ ven biển hiện nay, cao tốc ven biển Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, đường Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối giữa vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ để khai thác tuyến đường hiệu quả nhất. Chiều nay làm việc với Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết là hai bên thống nhất giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung cho hội thảo về quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Công ước Geneva. Trao đổi về phương hướng hợp tác giữa học viện và các cơ sở nghiên cứu của Thụy Sĩ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị phía Thụy Sĩ phối hợp cùng nghiên cứu về các vấn đề phát triển văn hóa, con người dựa trên thực tiễn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, hôm nay Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đã vinh dự đón nhận huân chương quân công hạng nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích và kết quả đạt được của Cục Đối ngoại trong suốt 60 năm qua, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy giao lưu, kết nối và hợp tác phát triển, xứng đáng là cơ quan đầu ngành về công tác đối ngoại quốc phòng của toàn quân. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tham dự diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2024 với chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số với sự tham gia của 2.000 đại biểu là lãnh đạo chuyên gia đến từ 17 nền kinh tế trong khu vực. Nhiều vấn đề nóng được thảo luận như các giải pháp số, công nghệ xanh phát triển bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hình thành hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, v.v. Việc chuyển sang công nghệ xanh là bắt buộc để hướng tới một nền kinh tế số bền vững bởi ngành công nghệ thông tin và truyền thông hiện chiếm gần 4% tổng lượng phát thải khí nhà kính của toàn cầu. Thưa quý vị, gần 689.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã triển khai phân bổ chi tiết tới các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đạt hơn 103% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bao gồm cả ngân sách trung ương, vốn nước ngoài và ngân sách địa phương. Ước tính đến hết tháng 5, thanh toán giải ngân sẽ đạt 22,34% kế hoạch với hơn 148.000 tỷ đồng, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thế nhưng bên cạnh các địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao thì cũng còn tới 316 dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0 và được công khai điểm tên trong danh sách mới nhất của Bộ Tài chính. Giải pháp linh hoạt điều chỉnh vốn đã được tính đến. Vành đai 4 vùng thủ đô, hiện tổng vốn đã đầu tư khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng. Hà Nội có 42 dự án trọng điểm, đa số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nên mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt tối thiểu 95% kế hoạch là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đứng đầu với giá trị ngân sách tồn đọng lên tới 4.640 tỷ đồng. Tiếp đến là Lâm Đồng 1.077 tỷ đồng, rồi Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính thì lũy kế thanh toán vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt là 16,41% tổng kế hoạch năm 2024, tăng so với cùng kỳ năm trước. Và có 7 bộ cơ quan trung ương và 35 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Thế nhưng vẫn còn 25 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 15% và 7 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%. Có tới 316 dự án tại các địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0. Được công khai trong danh sách mới nhất từ Bộ Tài chính. Đứng đầu là tỉnh Điện Biên với 105 dự án, chiếm 1/3 tổng số dự án chưa giải ngân được đồng vốn nào. Kế đến là Sơn La, Hòa Bình, Quảng Bình, Bắc Cạn. Qua phân bổ thì chúng tôi cũng thấy là có một số địa phương cũng chưa nghiêm túc trong việc thực hiện. Ví dụ như là vẫn còn một số địa phương mà cái phân bổ nó cũng không đảm bảo đúng nguyên tắc tiêu chí. Thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái phân bổ đảm bảo đúng quy định. Hoặc là một số địa phương là phân bổ nó cũng không đúng cái thời gian quy định. Công khai danh sách các dự án giải ngân không đồng tại các địa phương để có cơ sở đốc thúc tìm rõ nguyên nhân, làm cơ sở quan trọng để tính toán giải pháp linh hoạt điều chuyển vốn, không chỉ giữa các dự án mà còn cả giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Luôn luôn có một tình trạng có nơi thiếu và có nơi thừa. Và rõ ràng cái nơi thừa phải điều chuyển đến nơi thiếu để làm sao chúng ta giải ngân hết được đồng tiền.
không được ôm tiền, không được giữ tiền. Rõ ràng đây là thể hiện một cái sự rất là quyết liệt, quyết tâm của các địa phương, và đó thể hiện cái tinh thần là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để chúng ta sớm đưa các cái dự án đầu tư công vào phát huy, nó tăng cái hiệu quả lên, chứ không phụ thuộc trông chờ vào các cái yếu tố như là nguồn đầu tư từ cấp trên hoặc là trông chờ các nguồn khác. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 95% năm nay như chính phủ đưa ra thì vẫn còn rất nhiều thách thức. Không để hồ sơ nào bị quá hạn thanh toán, Kho bạc Nhà nước Việt Nam hiện cũng đang chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao ý thức chấp hành công vụ để rút ngắn hơn nữa quá trình đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế. Thời gian gần đây thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ đã có những biến động đáng kể, tác động đến sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp. Tuy nhiên là với sự chủ động linh hoạt, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ vẫn kiên định với mục tiêu là ổn định tỷ giá, nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sự hồi phục, phát triển kinh tế. Là một doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản, có nguồn thu ngoại tệ. Về lý thuyết, tỷ giá tăng thì doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Nhưng thực tế, doanh nghiệp không hề hào hứng với sự biến động của tỷ giá, vì giá thành sản phẩm sẽ cao, sức mua sẽ kém khi tỷ giá thay đổi. Khi mà tỷ giá cao như vậy thì họ sẽ phải bỏ một cái khoản tiền cao hơn để họ đổi ra đô hay là đổi ra euro để thanh toán cho doanh nghiệp. Và vì thế thì chúng tôi cũng xem xét để điều chỉnh những cái mức giá làm sao để có thể phù hợp với khách hàng và đảm bảo được cái sản lượng mà khách hàng mua hàng năm. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục giữ lãi suất đồng đô la Mỹ như hiện tại và chưa có dấu hiệu về việc giảm lãi suất đã khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác trong khu vực. Như Thái Lan, tiền mất giá khoảng 7,3%, Nhật Bản gần 10% hay Hàn Quốc là 7%. Còn theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đồng đã giảm giá khoảng 4,9% so với đồng đô la Mỹ. Mức mất giá của Việt Nam đồng chúng ta là khoảng 5%, là tương đối ở mức gọi là chấp nhận được, ở mức trung bình so với các nước xung quanh. Điều này cũng hỗ trợ phần nào đấy cho xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước, để giữ sự ổn định của tỷ giá thì cơ quan này sẽ sử dụng nhiều công cụ cần thiết để can thiệp thị trường. Trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi cũng có thể sử dụng cái nguồn ngoại tệ của mình, của quốc gia. Thì đó là cái nguồn dự trữ ngoại hối để có thể can thiệp tỷ giá để đảm bảo được cái tỷ giá như cái mong muốn cũng như cái mục tiêu đặt ra. Đó là sự ổn định chung cho nền kinh tế. Sự ổn định của tỷ giá đang được hỗ trợ tích cực bởi dòng vốn FDI giải ngân cao đạt khoảng 8,25 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn kiều hối và kim ngạch xuất siêu trong 4 tháng đầu năm cũng đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là những nguồn lực dồi dào để hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá trong thời gian tới. Tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đã đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng gần 51% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng thêm trong 5 tháng đầu năm, tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức giảm đã được cải thiện dần. Tháng 5 đã ghi nhận lượng vốn đầu tư tăng thêm lớn nhất trong các tháng đầu năm nay. Tập đoàn đa quốc gia này đang đầu tư các dự án xử lý rác thải để phát điện ở Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó dự án ở Sóc Sơn, Hà Nội này đã đi vào vận hành từ năm ngoái và đang là nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á. Doanh nghiệp đang tiếp tục nâng lên thành hàng đầu thế giới trong năm nay. Nhà máy này mỗi ngày tiếp nhận và xử lý hơn 5.000 tấn rác để chuyển hóa thành điện năng. Và doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư thêm khoảng hơn 20 triệu đô la Mỹ nữa để ngay trong năm nay biến nơi này thành trung tâm đầu tiên trên thế giới vừa xử lý rác phát điện, vừa đào tạo, nghiên cứu và tổ chức hội nghị quốc tế về môi trường. Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam lại tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Do đó, chúng tôi quyết tâm xây dựng trung tâm môi trường 5 sao đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, nhiều dự án lớn về năng lượng và điện tử như thế này đã được các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mới và đầu tư mở rộng tại Việt Nam. Trong đó, Singapore là nước đầu tư số vốn lớn nhất, Trung Quốc là nước đầu tư nhiều dự án mới nhất và Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt tăng vốn đầu tư. Đây đều là các đối tác châu Á truyền thống của Việt Nam với những sự tương đồng về văn hóa và tin tưởng lẫn nhau.
các tập đoàn lớn sẽ dồn đầu vào Việt Nam và các công ty phụ trợ đều là sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Điều đó cũng là chứng minh sự tin tưởng của các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với đất nước Việt Nam và tương lai Việt Nam. Chúng ta đã ra soát cùng các cái tổ chức quốc tế, cùng các hiệp hội nắm bắt được các cái tập đoàn lớn mà đang có cái xu hướng chuyển dịch đầu tư. Và nhiều các tập đoàn lớn, thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng trực tiếp gặp ở nước ngoài, gặp ở trong nước để mời chào họ vào Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu chính phủ chỉ đạo rà soát môi trường đầu tư để cải cách sâu rộng, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng cơ chế ưu đãi hỗ trợ đột phá vượt trội để thu hút các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay năng lượng xanh. Nửa đầu năm nay thì tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang duy trì đà phục hồi, mở ra nhiều cơ hội về việc làm và ổn định cuộc sống cho người lao động. Điều dễ nhận thấy nhất hiện nay là các doanh nghiệp đang tăng tuyển dụng thêm lao động. Để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất, doanh nghiệp này đang tuyển khoảng 2.000 lao động. Riêng với lao động phổ thông chưa có tay nghề, công ty sẽ đào tạo từ đầu. Tôi muốn và cũng đang nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất. Chúng tôi cần tuyển dụng thêm rất nhiều người. Hiện tại vẫn chưa có gì khó khăn cả. Việc tuyển dụng lao động với những ngành dệt may, da giày đã có nhiều tín hiệu tích cực. Để thu hút lao động vào nhà máy, doanh nghiệp này đã tăng mặt sàn lương, điều chỉnh nhiều chương trình phúc lợi. Công ty sẽ tuyển lao động với số lượng rất là lớn, luôn đảm bảo các chế độ tiền, đặc biệt là chế độ tiền lương, cũng không nợ tiền lương, không nợ bảo hiểm và đảm bảo công việc, đảm bảo tiền lương công nhân là ổn định. Tháng 4 năm nay, nền kinh tế duy trì đà phát triển tích cực ở cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh. Dự báo thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 77.000 vị trí việc làm và thành phố Hà Nội là khoảng 44.000 lao động trong quý 2 năm nay. Chúng ta khai thông được thị trường cũng như là mở rộng thị trường và khôi phục được những cái thị trường mà có năng lực gọi là tiêu thụ lớn, sức chi trả cao thì chúng ta hy vọng rằng là cái chỉ số tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ khá lên và theo đó thì đời sống thực tế của người lao động trong doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội được cải thiện. Tuy vậy, với các công ty có thêm nhiều đơn hàng mới, thách thức đặt ra là việc tuyển các lao động trẻ. Thời gian gần đây, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động mới tại địa phương. Đặc biệt là nhóm lao động trẻ thường có xu hướng nhảy việc nhiều hơn nên công ty khó ổn định sản xuất kinh doanh. Hiện các hoạt động kết nối việc làm giữa các địa phương được đẩy mạnh hơn, việc di chuyển cũng thuận lợi hơn trước. Những yếu tố này cho phép người lao động có thể làm tại nhiều địa bàn khác nhau, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm. Sáng nay, một cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ quét qua đồi Dốc Đỏ, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hậu quả là một học sinh bị thương. Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến một cây lớn bị gãy đổ, chắn ngang đường. Thời điểm này, một phụ huynh chở con nhỏ đi ngang qua thì bất ngờ đá trên đồi Dốc Đỏ văng xuống khiến hai mẹ con bị ngã. Cháu bé bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng quân dân đã tới hiện trường, cưa cây, phát cành, khơi thông tuyến đường, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân, đồng thời thăm hỏi, động viên cháu bé. Hiện nay thì nhiều khu vực trên cả nước đang trong đợt mưa dông đi kèm các hiện tượng nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là sét đánh. Từ đầu tháng 5 đến nay thì đã có 11 người thiệt mạng do sét đánh, số người thương vong do bị sét đánh có chiều hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Để đảm bảo an toàn trong dông sét, việc nhận biết sớm về mối nguy hiểm này cũng như chủ động phòng ngừa là rất quan trọng. Đây là hình ảnh người dân Đắk Nông ghi lại về cơn dông mạnh cách đây vài ngày. Tiếng sấm nổ lớn cùng những tia sét liên tục đánh xuống. Tần suất các cơn dông kèm theo sét sẽ liên tục xuất hiện từ nay đến tháng 10, tháng 11, cũng là giai đoạn mưa nhiều trên cả nước. Đáng hại, sét có thể xuất hiện trước, trong và sau cơn mưa và thậm chí là trong những cơn dông khan không có mưa. Và trong các không gian trống trải như cánh đồng, nương rẫy, các khu vực gần ao hồ thì con người với vị trí cao hơn sẽ có nguy cơ bị sét đánh trúng. Trong khi bà con tham gia lao động thì có thể thường là sẽ cầm theo các cái công cụ lao động bằng kim loại. Hoặc là bà con khi thấy dông sét thì có thể túm tụm lại một nơi và trong lều lán để tránh sét thì cũng là những cái yếu tố để dễ thu hút sét đánh vào cái khu vực này. Hiện nay trên những cánh đồng mùa gặt là một không khí hối hả khẩn trương, vừa là để kịp chuẩn bị cho vụ gieo cấy mới,
và vừa là để tránh những bất lợi về thời tiết. Và càng ngày, bà con nông dân càng ý thức rõ hơn mối nguy hiểm từ dông sét. Sợ mà, ra ngoài đồng sợ lắm, nếu mà mưa to là phải chạy, bỏ ruộng mà về chứ. Phần lớn các vụ sét đánh gây chết người xảy ra trong thời gian gần đây đều xảy ra trên những cánh đồng rộng lớn khi mà người dân đang làm việc đồng áng. Và theo thống kê thì 80% số vụ sét đánh xảy ra khi người dân không được đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong phòng chống sét. Nguyên tắc cơ bản của phòng chống sét là khi thấy một cơn dông, phải ngay lập tức bà con ngừng công việc, tìm nơi trú ẩn an toàn, có cột thu lôi. Tuyệt đối không trú dưới gốc cây, không ở lại những lán tạm trên đồi trên nương, không gần các trụ điện, trạm biến áp, tránh xa vật dụng bằng kim loại có khả năng tích điện và tuyệt đối không tránh trú thành nhóm người đứng gần nhau. Hôm nay, Bộ Y tế và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K do chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại. Tổng vốn viện trợ là 1,83 tỷ yên, tương đương 300 tỷ đồng, gồm các thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, góp phần tăng cường năng lực khám, chẩn đoán ung thư, điển hình như hệ thống PET-CT, chụp cộng hưởng từ 3.0, máy chụp cắt lớp 128 dãy, máy chụp mạch số hóa xóa nền. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Bệnh viện K cơ sở quán sứ chính thức hoạt động trở lại với tòa nhà đa năng mới, tổng diện tích 26.000m2, gồm 4 tầng hầm và 6 tầng nổi, đáp ứng quy mô 200 giường nội trú, 120 ghế điều trị ngoại trú, phục vụ khám chữa bệnh cũng như sàng lọc ung thư. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer đang ngày càng được khởi sắc. Đây là kết quả của các chương trình dự án thuộc chính sách dân tộc và nỗ lực vươn lên của chính bà con. Khối đại đoàn kết các dân tộc cũng từ đó được củng cố và tăng cường. Đây là một trong hàng chục căn nhà vừa được cất mới cho bà con dân tộc Khmer gặp khó khăn. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi lúa trúng mùa được giá. Đây là điều kiện quan trọng để bà con vươn lên thoát nghèo, làm ăn khấm khá. Hiện nay là nhà ngói, nhà toan lợp hết trơn, giờ không có nhà nào tre lát trơn. Nền đúc, ba cứng, đều có kiên cố hết trơn rồi. Rồi khu dân cư được cũng được thành lập là cho hộ dân không có nền nhà, không có đất đó. Theo chỉ thị của nhà nước thì đến khu dân cư ở. Các cơ quan của nhà nước ấy, cũng là quan tâm giúp đỡ cho các đồng bào dân tộc Khmer, người nghèo ấy, cũng gửi phần quà rồi gia đình nghèo, gia đình cận nghèo rồi đó. Thành ra bà con cũng phấn khởi rồi. Cần Thơ hiện có hơn 23.000 người Khmer, trong đó chỉ còn khoảng 50 hộ nghèo. Năm qua, thành phố đã xây dựng sửa chữa hơn 60 căn nhà, trao tặng gần 5.000 phần quà cho đồng bào. Gần 2.500 hộ được vay vốn ưu đãi. Nhờ đó, số hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào giảm mạnh theo từng năm. Các loại hình văn hóa, tiếng nói, chữ viết cũng được bảo tồn, phát huy. Các cái chính sách của thành phố thì tập trung thực hiện các cái nội dung là đất ở, nhà ở, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, đặc biệt là cái dạy nghề và giải quyết việc làm. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có 222 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang đã triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình dự án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sự đầu tư cơ sở hạ tầng đã giúp cải thiện sinh kế cho bà con. Bộ mặt nông thôn, chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc được nâng lên theo hướng bền vững, hạnh phúc. Được tin vụ sạt lở đất tại tỉnh Enga, Papua New Guinea gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea James Marape. Gần 8.000 người sống gần khu vực xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng hôm 24 tháng 5 tại Papua New Guinea đã được sơ tán do lo ngại về những trận sạt lở đất tiếp theo có thể xảy ra. Theo các quan chức địa phương, thì sau thảm họa sạt lở ngày 24 tháng 5 vừa qua, tình hình vẫn chưa ổn định, đất đá vẫn liên tục rơi xuống mỗi giờ. Trước nguy cơ xảy ra thêm sạt lở, chính quyền địa phương đã sơ tán 7.900 người tại khu vực này tới nơi an toàn. Trong khi đó, thì Trung tâm Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea lo ngại hơn 2.000 người có thể đã bị chôn vùi trong vụ lở đất xảy ra hôm 25 tháng 5 vừa qua tại làng Kaukalam thuộc tỉnh Enga của nước này. Đến nay mới chỉ có 5 thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát. Các hoạt động cứu trợ đang được triển khai nhưng gặp phải nhiều khó khăn do thiếu thiết bị vật tư, các tuyến đường giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm nay tuyên bố Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine bao gồm dải Gaza và bờ Tây được thống nhất dưới quyền chính quyền quốc gia Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez khẳng định Tây Ban Nha sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với biên giới của người Palestine sau năm 1967, trừ khi tất cả các bên đều đồng ý về những thay đổi đó. Theo ông, việc công nhận nhà nước của Palestine là bước đi thiết yếu để đạt được hòa bình ở Trung Đông. Cùng với Tây Ban Nha, hôm nay Na Uy và Ireland cũng đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Như vậy, cho đến nay đã có 146 quốc gia, tương đương 3/4 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào một khu vực tị nạn tại thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Theo giới chức Palestine thì ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ tấn công nói trên, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua thừa nhận vụ tấn công vào trại tị nạn ở thành phố Rafah là một sự cố thảm họa và chính phủ nước này đang điều tra vụ việc. Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi Israel tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức tại Rafah. Các nước Liên minh châu Âu EU hôm qua đã thông qua luật quy định giới hạn phát thải khí mê tan đối với dầu và khí đốt nhập khẩu từ châu Âu từ năm 2030. Điều này sẽ gia tăng áp lực buộc các nhà cung cấp quốc tế phải kiểm soát rò rỉ loại khí thải gây khí hiệu ứng nhà kính này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nhà nhập khẩu sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về giám sát, báo cáo và xác minh ở cấp độ sản xuất. Từ năm 2030, các nước EU sẽ áp đặt các giới hạn về giá trị mật độ khí mê tan tối đa đối với nhiên liệu hóa thạch tại EU. Các nhà nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt vi phạm giới hạn có thể phải đối mặt với hình phạt tài chính. Các quy định cũng yêu cầu các nhà sản xuất tại các nước EU phải kiểm tra định kỳ các hoạt động sản xuất để đề phòng rò rỉ khí mê tan. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc về phát ngôn và hành xử lệch chuẩn của những người nổi tiếng hay những người có đông người theo dõi trên mạng xã hội. Một số quốc gia như là Trung Quốc, Hàn Quốc đã có những quy định nghiêm ngặt về việc hạn chế hình ảnh trên tất cả các phương tiện với những người nổi tiếng vi phạm. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì dù vấn đề này đã được nhìn nhận và quan tâm từ lâu, nhưng đến nay thì vẫn chưa có chế tài chính thức nào được ban hành. Một người đẹp nhiều lần livestream phát ngôn không chuẩn, một ca sĩ nổi tiếng sử dụng trang phục và các phụ kiện bị đánh giá là không phù hợp, tạo dư luận xấu. Chủ một tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi bị cơ quan công an triệu tập vì dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim chụp ảnh. Dư luận đòi hỏi những quy định nghiêm khắc hơn trong việc quản lý người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng. Hàn Quốc này, Trung Quốc này có những cái chế tài như là cấm sóng như thế thì những ngôi sao của họ phải thực sự là phải có tài năng và cũng như là có một cái đạo đức nghề nghiệp tốt thì khi đấy là họ mới trở thành một cái thần tượng xứng đáng. Đây là một biện pháp phù hợp để cho họ có thời gian họ tự soi xét nhận thức lại cái hành vi của bản thân mình để họ tự cải thiện. Trong thực tế, quy định về quản lý người nổi tiếng trên mạng đã được các cơ quan chức năng dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm ngoái. Để làm sao có cái tính răn đe cao hơn đối với những người nghĩ rằng là đóng tiền phạt để tung những cái sản phẩm lỗi, những cái sản phẩm lệch chuẩn đó trên không gian để gây scandal để được nổi tiếng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, mới đây, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, dự kiến tháng 7 tới sẽ ban hành nghị định mới, trong đó bổ sung nhiều quy định để xử lý hành vi lệch chuẩn trên mạng. Còn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang xây dựng quy trình hạn chế, kiểm soát hình ảnh nghệ sĩ có ứng xử lệch chuẩn. Vì phải phối hợp với nhiều cơ quan nên chưa thể hoàn thành sớm quy định này. Cần nhiều thời gian để giải quyết được hài hòa mọi vấn đề. Thành ra tôi nghĩ rằng nên kiên nhẫn để có được những cái quy định pháp luật đúng và tốt, còn hơn là làm nhanh rồi sau đó sửa. Việc ban hành chế tài với người nổi tiếng vi phạm cần có độ lùi nhằm đảm bảo sự toàn diện, chính xác, hợp tình hợp lý là điều cần thiết. Nhưng cũng không thể quá chậm trễ, bởi rõ ràng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng ngày càng lớn đến giới trẻ, từ đó tác động không nhỏ tới đạo đức, văn hóa cộng đồng.
Bên cạnh biện pháp của các cơ quan chức năng thì rõ ràng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng chắc chắn cũng cần tự ý thức được uy tín hình ảnh của mình. Để khi đăng tải bất cứ hình ảnh hay nội dung nào lên mạng xã hội thì cũng cần cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng để tránh những tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội, nhất là tới giới trẻ. Và cũng không vì muốn nổi tiếng hay tạo thêm cơ hội để kiếm tiền mà đánh mất đi hình ảnh cũng như sự tôn trọng của công chúng đối với mình. Gần 690.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được triển khai phân bổ chi tiết tới các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đạt hơn 103% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Thanh toán giải ngân đến hết tháng 5 ước đạt hơn 22%. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 95% trong năm nay, cùng với hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp đang được thực hiện như nâng cao ý thức chấp hành công vụ, rút ngắn quá trình đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế. Nửa năm qua, thì tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp duy trì đà phục hồi, mở ra nhiều cơ hội việc làm và ổn định đời sống cho người lao động. Cùng với việc đẩy mạnh tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, thì các hoạt động kết nối việc làm giữa các địa phương cũng được tăng cường. Cùng với đó, thì giao thông thuận lợi, mở rộng hơn cơ hội tìm kiếm việc làm, cho phép người lao động có thể đi làm tại nhiều địa bàn khác nhau. Trước nhiều vụ việc phát ngôn và hành xử lệch chuẩn của những người nổi tiếng, những người có đông người theo dõi trên mạng xã hội nhưng vẫn chưa có chế tài xử lý, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến tháng 7 tới sẽ ban hành nghị định mới, bổ sung nhiều quy định xử lý hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội. Còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng quy trình hạn chế, kiểm soát hình ảnh nghệ sĩ có phát ngôn, ứng xử lệch chuẩn. Tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào một khu trại tị nạn tại thành phố Rafah ở phía nam của dải Gaza, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua thừa nhận vụ tấn công là một sự cố thảm họa và chính phủ nước này đang điều tra vụ việc. Các nước Liên minh châu EU đã thông qua luật quy định giới hạn phát thải khí mê tan với dầu và khí đốt nhập khẩu. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nhà nhập khẩu sẽ phải đáp ứng yêu cầu về giám sát, báo cáo và xác minh ở cấp độ sản xuất. Từ năm 2030, EU sẽ áp đặt các giới hạn về giá trị mật độ khí mê tan tối đa đối với nhiên liệu hóa thạch. Quy định này buộc các nhà cung cấp phải kiểm soát rò rỉ loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.